Xin chào quý thầy cô, các bạn cùng toàn thể các anh chị sinh viên tại trường Đại học NDX thân mến. Mình sẽ tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Huy Hoàng và hiện tại mình đang là sinh viên khóa 3 tại trường Đại học NDX. Hôm nay mình xin được thuyết trình phần bài tập của mình, đó là giao tiếp và cách ứng xử. Thì bây giờ mình kính mời thầy cô, các bạn cùng toàn thể các anh chị sinh viên cùng lắng nghe và theo dõi phần thuyết trình của mình. Thì giao tiếp là gì? Giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin giữa con người với nhau. Thì trao đổi thông tin ở đây nó là như thế nào? Trao đổi thông tin ở đây là chúng ta dùng lời nói cũng như là dùng cử chỉ trên cơ thể chúng ta để truyền tải những gì mà chúng ta nghĩ và những gì mà chúng ta muốn truyền đạt tới mọi người xung quanh. Thì để có một kỹ năng giao tiếp thì chúng ta sẽ liên hệ lại với phương pháp học tập chủ động về phần kỹ năng. Thì kỹ năng ở đây là gì? Kỹ năng là việc chúng ta làm đi, làm lại, lặp đi, lặp lại nhiều lần. Chúng ta sửa đi, sửa lại nhiều lần. Thì cũng giống như trong giao tiếp, để có một kỹ năng giao tiếp tốt thì chúng ta cần phải nói đi, nói lại nhiều lần, nói tới, nói luôn. Và chúng ta nói không nào sai thì chúng ta sửa. Sửa như thế nào? Không phải là chúng ta nói tục, nói vậy rồi chúng ta sửa. Nói như kiểu là giống như là ban đầu chúng ta thuyết trình, chúng ta chưa được có sự trơn tru và mạch lạc trong cái đoạn mà chúng ta thuyết trình, thì chúng ta cần phải nói đi, nói lại nhiều lần và sửa đi, sửa lại nhiều lần, đến khi mà chúng ta đạt tới độ hoàn hảo, độ mà chúng ta đã nói một cách trơn tru mà chúng ta không bị vấp từ hoặc là chúng ta có những lỗi sai trong lúc mà chúng ta nói. Thì đó là có một kỹ năng giao tiếp tốt. Thì để có kỹ năng giao tiếp tốt thì như thời học sinh, sinh viên chúng ta, khi mà chúng ta đang ngồi ở ghế ở nhà trường ở thời cấp 3, thì việc mà các bạn mà tham gia các hoạt động của trường, hoạt động xã hội của trường, hoặc là tham gia các chức vụ như là lớp trưởng, lớp phó của trường hoặc là bí thư của trường, thì những người đó là những người đã trải qua được việc mà có thể tạo ra được các mối quan hệ trong trường lớp cũng như là ngoài trường. Thì tạo ra mối quan hệ trong trường, trong lớp là như thế nào? Thì khi các bạn đó học trong lớp thì việc mà các bạn học sinh bình thường không có một chức vụ gì thì chỉ biết rằng là chúng ta đang ngồi học với giáo viên, là giáo viên dạy môn đó cho chúng ta. Ví dụ môn toán thì chúng ta chỉ biết cô đó là dạy môn toán. Còn những các cô khác, cô đâu phải là một trường học là có một cô dạy môn toán đâu, có rất là nhiều cô. Nhưng các bạn lớp trưởng, lớp phó, khi mà các bạn được sự nhờ vả từ thầy cô hoặc là nhờ cái giáo viên bộ môn đó đưa một nội dung bài học hoặc là đem cái bài đó đi đưa cho một giáo viên bộ môn toán khác, thì chỉ cần như vậy thôi là họ đã có thể tạo ra được mối quan hệ với người đó. Thì khi mà gặp ở ngoài thì cô giáo đó biết rằng bạn này hay đem các nội dung mà của cô bộ môn toán kia trao đổi cho mình. Thì đó, thì khi mà các bạn đã làm rồi thì các bạn cứ đưa qua đưa lại thì dần dần tạo ra được các mối quan hệ với thầy cô. Thì việc đó là việc kết nối quan hệ giữa từ một cô tới cô giáo mới. Còn việc mà các bạn tham gia các hoạt động hoặc là các phong trào trong nhà trường, thì khi tham gia hoạt động, lớp trưởng đứng ra thì lớp trưởng sẽ đại diện thay mặt lớp đi nộp giấy tờ hoặc là đi làm các thủ tục để đăng ký tham gia lễ hội. Thì từ đó các bạn sẽ tạo ra được nhiều mối quan hệ hơn. Nhiều các mối quan hệ đó là như thế nào? Thì các bạn sẽ được đi ra khắp nơi, đi ra nhiều nơi hơn. Thì từ đó các bạn sẽ biết được rằng những người đó thuộc dạy bộ môn gì, hoặc là những người đó làm những chức vụ gì trong nhà trường. Thì khi mà các bạn đã gặp, thì việc đầu tiên đó là các bạn đã chủ động giao tiếp, mở mang đầu óc của các bạn, nói chuyện và bắt chuyện với các thầy cô. Từ đó tạo ra một cái ấn tượng trong sâu sắc trong đầu các thầy cô. Thì khi mà chỉ cần các bạn đã nói chuyện, nói nhiều lần và trao đổi với thầy cô nhiều lần, thì các thầy cô sẽ nhớ và cứ gặp bạn ấy là thầy cô sẽ bắt chuyện và hỏi chuyện. Thì đó, từ thói quen mà trong trường cấp 3 thì các bạn đã được trải qua rồi, thì từ từ các bạn sẽ chủ động hơn và năng động hơn trong khi lên sinh viên, khi lên học sinh viên. Thì khi học sinh viên nó đã hình thành một thói quen như vậy rồi, thì khi vào công việc nào các bạn lấy chủ động, thì trong lớp thầy cô nhờ vả hoặc là thầy cô muốn mình làm gì thì các bạn ấy đều chủ động và đứng lên xung phong để giải quyết, để đi trao đổi, để đi tạo ra cái mối quan hệ xung quanh bạn đó. Thì những người như thế thường thường rất là thành công trong việc mà tạo ra các mối quan hệ. Vì vậy, để có một kỹ năng giao tiếp tốt thì chúng ta cần phải chủ động và nói đi nói lại, lặp đi lặp lại nhiều lần, nói liên tục. Khi nào mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đã tốt trong cái công việc giao tiếp thì chúng ta sẽ cần phát huy hơn. Thì việc giao tiếp nó chỉ có như vậy. Thì mình chỉ muốn chia sẻ với mọi người rằng việc giao tiếp
là cái việc mà chúng ta cần thiết cho mỗi con người chúng ta, nó sẽ tạo ra được cái tiền đề để thúc đẩy chúng ta trở thành một con người năng động và chủ động hơn. Để khi mà chúng ta học ra trường, chúng ta không phải là học ra trường là chúng ta chỉ cặm cụi trên sách vở, trên máy tính hoặc là trên những văn bản hoặc là những nội dung mà công ty đưa ra. Chúng ta cần phải tạo ra được mối quan hệ, đó là sử dụng cách kỹ năng giao tiếp của chúng ta để tạo ra mối quan hệ, sử dụng nó một cách hợp lý. Chúng ta sử dụng, nên nhớ là chúng ta phải sử dụng một cách hợp lý, chúng ta không nên lạm dụng và trở thành một cái gọi là lịnh nọt và nói những điều mà người khác không muốn nghe. Kỹ năng giao tiếp là việc mà chúng ta như câu nói là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thì khi mà giao tiếp, chúng ta cũng phải nên có những câu nói gọi là hay, cũng như là lời nói ái ngữ ngọt ngào dành cho đối phương, chứ không phải là chúng ta suy nghĩ gì mà chúng ta nói đó, nói ra một cách thẳng thừng. Như vậy sẽ làm mất hình tượng đối với người cấp trên hoặc là những người làm tuyến trên chúng ta. Thì cá nhân mình thì việc giao tiếp, kỹ năng giao tiếp tốt sẽ giúp mình dần dần phát huy hơn và phát triển hơn trong việc mà mình có thể làm cho một doanh nghiệp hoặc là buôn bán một mặt hàng nào đó. Thì mình là một con người rất năng động và chủ động, thì việc mà mình giao tiếp và kỹ năng giao tiếp của mình không nói là mình đã tốt, nhưng mình có trong người, mình đã có một kỹ năng giao tiếp. Thì khi nào mình gặp những người thầy, những người cô, thì mình luôn bắt chuyện với các thầy cô, hoặc là sử dụng những lời ái ngữ ngọt ngào dành cho thầy cô, hoặc là những gì trong môn học mà chúng ta không biết, chúng ta cũng có thể chủ động và tự giác hỏi trực tiếp thầy, hỏi trực tiếp cô, để từ đó thầy cô cảm thấy rằng mình là một con người cầu tiến, ham học hỏi và chịu đặt ra những câu hỏi. Vì những người làm trong doanh nghiệp cũng như thầy cô của chúng ta là những người đang làm trong doanh nghiệp, họ rất muốn các học sinh, sinh viên chúng ta, những người làm việc như chúng ta đặt ra những câu hỏi, đặt ra những vấn đề để họ giải đáp. Thì đó, thì khi đó họ nhìn vào, họ sẽ thấy chúng ta là những con người chủ động và đang yêu thích công việc. Thì đó, dần dần hình thành được thói quen, và rồi thầy cô cũng như là những người sếp của mình sẽ cảm thấy yêu quý và cảm thấy là mình là một người nhân viên có năng lực. Thì đó là phần giao tiếp và cách ứng xử mà mình muốn chia sẻ đến các bạn và thầy cô. Thì bây giờ mình sẽ qua mục tiếp theo, đó là lời chào còn hơn mâm cỗ. Thì các bạn thấy rằng lời chào còn hơn mâm cỗ, các bạn có thể hiểu được rằng nó là như thế nào không? Thì bây giờ mình xin được giải đáp. Lời chào ở đây là khi mà chúng ta gặp những người lớn tuổi hơn chúng ta, không phải nhất thiết là những người lớn tuổi, cũng có thể bằng tuổi hoặc là thấp bé hơn chúng ta, thì chúng ta luôn luôn đặt ra lời chào ra trước. Đặt ra lời chào ra trước để làm gì? Lời chào nó thể hiện được sự lễ phép, lịch sự và tôn trọng đối phương của con người dành cho con người. Thì khi mà chúng ta đặt ra được lời chào ra trước thì mọi người sẽ cảm thấy rằng đây là một con người rất tôn trọng mình, và đây là một con người rất là lễ phép, sống một lối sống có văn hóa. Thì mình đặt ra một ví dụ là như các bạn thấy rằng bây giờ mình chơi với một người bạn thân, thì bạn thân mình khi qua nhà mình chơi hoặc là đi ra ngoài đường, mình hai người đang đi cùng nhau, thì khi mà gặp ông bà bố mẹ của mình thì họ sẽ làm gì? Họ sẽ dùng lời nói ái ngữ, họ sẽ con chào ông, con chào bà, con chào bác, con chào cô. Thì như vậy ông bà bố mẹ của chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào? Thì ông bà bố mẹ của chúng ta sẽ cảm thấy là rất vui và rất là sung sướng, vì lời chào nó không đánh giá bao nhiêu, nó chỉ là một lời nói thôi, nhưng nó thể hiện được sự tôn trọng và kính trọng của bản thân mình dành cho người lớn hơn mình. Thì đó, thì thường là ông bà ta hoặc là bố mẹ ta là những người ở thời đại trước, những người thời đại trước là những người sống có văn hóa, theo với lại quy luật của dân tộc ta là những người sống có văn hóa. Phong trào của Việt Nam của chúng ta là những người thích được sự lễ phép của con trẻ. Thì khi mà chúng ta tìm được những người bạn như vậy thì bố mẹ của chúng ta sẽ cảm thấy là tự hào, vì bố mẹ chúng ta đã đào tạo ra chúng ta là một con người lễ phép và có sống có văn hóa. Thì con chúng ta lại chơi với chính những người có sự lễ phép văn hóa đó, thì việc đó lại càng làm cho bố mẹ ông bà chúng ta trở nên hạnh phúc hơn. Thì cái việc mà chúng ta ngồi ăn trên mâm cỗ nó sẽ không ngọt ngào và hạnh phúc bằng đón nhận được những lời chào từ những người xung quanh. Thì việc đó, thì việc lời chào còn hơn mâm cỗ, thì là những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn cũng như là
chia sẻ với thầy cô. Thì bây giờ mình xin được phép kết thúc phần thuyết trình ở đây. Cảm ơn quý thầy cô cũng như là các bạn và toàn thể các anh chị sinh viên đã lắng nghe và theo dõi phần thuyết trình của mình.